Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Sáng mình đi chợ mua được gà ăn lúa ngon quá trời luôn. Mình nó mới thu xong nè. Giờ mình chặt ra mình nấu ở tiệm Phúc Bắc nha. Trời ơi, con món này cũng cơm ngon anh nè. Đây, gà này nó ngon nè, gà ăn lúa nè. Đó, chặt ra. Nấu cái món này thì con gà mình đem thui trước nha cả nhà, cho nó có cái màu vàng cháy cháy đẹp, thơm. Giờ mình ướp thịt gà nha cả nhà. Mình cho miếng hành tím nè, ớt, rồi thêm miếng hành phi luôn cho nó thơm, rồi đường, hạt nêm, rồi cuối cùng là nước mắm. Mình ướp thịt để cho nó thấm khoảng 15 phút đi. Rồi mình dầm đi bẻ dừa vô mình nấu rồi. Vừa tới luôn. Mình hái khoảng mấy trái mẹ? Hai trái đủ rồi. Cứng cạ vừa nấu luôn. Trời. Rồi bắt bếp nấu luôn. Giờ mình cho vô thêm miếng nước nha nè. Để bắt lại. Rồi, giờ mình cho thuốc bắc vô nấu. Bây giờ mình cho thêm ít táo vô nữa nha cả nhà. Táo này của mấy người bạn của mình gửi cho cô Ba sẵn để mình nấu luôn. Rồi, trong khi chờ đợi thuốc bắc cho nó ra nước rồi, giờ mình nấu thịt luôn nha. Dầu nóng rồi, giờ mình cho tỏi với hành vô mình chưa cho nó vàng lên thơm nha. Rồi thơm rồi, giờ mình cho thịt vô. Gà này mấy ký mà nhiều thịt dữ mà. Gà là 2,1 kg. Gà ăn lúa vậy mắc không ạ? 90 ngàn không? 90 ngàn 1 ký. Đâu chính xác vậy? 2,1 kg mỗi tính 2 ký à. Lấy 180 ngàn. Gà mình nó xong rồi, giờ mình cho vô cái nồi nước lại bên đây luôn. Ôi, ôi nhiều thịt quá. Đó. Nóng một đôi tráng luôn. Mình cho vô thêm ít nấm đông cô nữa nha cả nhà. Nguyên cái nồi tráng luôn. Ít nước không mẹ? Không, được rồi con, nhà ít người mà nói như đây đủ ăn. Quá trời thịt luôn nè. Ít người mà nấu như đây được. Kế tiếp mình cho thêm vài miếng cải, củ cải trắng với cà rốt vô nữa nè. Đó. Rồi, đây là tàu trắng đây, mình cho tàu trắng vô luôn. Rồi, cuối cùng mình cho vài miếng hành tây với mấy trái ớt nhỏ nhỏ vô đây, cho nó ra the the cay nha.
Đó, bắt đầu hấp dẫn đầy đủ màu sắc rồi đó. Rồi bây giờ mình nêm luôn. Rồi, mình chần một miếng muối thôi nha. Này lát mình ăn cái mình trộn thêm rau xanh vô nữa. Đúng trời rồi. Ơi. Ok. Trời ngon. Ừ. Còn đó rồi. Rồi món này thì mình sẽ ăn kèm với nước mắm. Còn đây là một số loại rau ăn kèm. Ở đây thì mình có rau kim thất nè. Ôi rau tươi ngon quá. Này cải bè xanh. Nhà thì còn có mấy cọng. Còn này là rau mồng tơi. Mình hái xung quanh nhà. Gió quá trời luôn cả nhà ơi, chuẩn bị mưa rồi. Tranh thủ mình ăn lẹ mình vô nhà thôi. Mưa, sao rồi? Thì để mưa, gió dông bạc cái là khỏi ăn luôn. À, thơm quá. Thơm quá. À, thơm. Thơm quá. Ôi. Trời, xử liền luôn mẹ ơi. À, cái mùi này thơm dữ ta. Bắt cái món này con cũng ăn nhiều lần rồi mà sao? Cái lần này ba cái mùi mà hấp dẫn quá vậy? Bác thằng mát nè. Ui giờ mà ổng mưa cho một cơn mà đừng có giông nha, lạnh lạnh ăn cái này là sướng luôn. Kiếm thêm xị rượu đế nữa. Rượu rồi. Rượu nữa. À, thơm ghê luôn á nha. Rượu nữa. Thơm quá. Mẹ mẹ hạ lửa giùm con xíu. Rồi ăn vô. Ý cái phao câu rồi mẹ. Hả? Thôi để đi. Tới đây con. Đầy quá hả? Đầy quá đây. Đang lấy cái cục đùi đi đang cho nó dễ cắn. Miếng táo với miếng đậu hũ non. Chuyển mưa đen hết trơn, đen cục đùi hết trơn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho miếng rau vô nữa. Cái kim thất này con nhúng một cái là về liền. Mình ăn thôi mình ăn mình. Đúng rồi, đúng rồi rồi. Để ha. Ừ vậy. Rồi cho mấy vài cọng tơi luôn. Mồng tơi. Mồng tơi luôn. Còn cái này hồi đụng vô lấy là liền. Mồng tơi. Đúng chứ. Thịt nhiều quá. Thịt nhiều bị nhàm ít người á, mà nấu ít nước. Mình múc thịt qua bên. Ăn coi cho có cái chỗ để mà mình đụng rau. Trời ơi. Cái nồi gà này hấp dẫn mà nó là chất lượng luôn. Thịt thêm nước à. Vô, có nước rồi mình. À để đó nè. Xin mời ông bà, cô chú, anh chị cùng thưởng thức nha. Mời cái nhà cùng ăn lẩu gà tiềm Phúc Bắc nha. Nè mẹ nấu cái nồi nước lèo này thơm quá. Ô, gì nguy hiểm vậy? Đó quá. Trời ơi, gì lá cây bay tùm lum vậy? Quá trời gió, nè có như cái giữ thằng ông đĩa. Trời ơi, cái nước nó ngọt. Cái mùi bắt thơm quá thơm ha. Nó có vị ngọt thanh thanh nhưng nó chạy trong cuốn họng nữa nè. Thơm ghê luôn á. Cái tiệm bắt này bán ngon ha. Đậm đà ngon quá. Dầu hũ. Cái rau đậm rồi. Rồi. Này cả bè xanh của con nè. Đây mà rồng tơi à. Rồng tơi đó. Tôi cộng giữa ba vô nè. Gió quá trời gió luôn mà. Chỉ mưa đen thui hết trơn. Mới có 5 giờ mấy mà đã chuyển mưa tới thui. Nãy giờ mình thử cái nước thôi. Giờ mình thử cái phần thịt gà. Nãy mày chặt thấy nó dai. Đúng luôn, chất lượng. Đúng gà hay ăn lúa. Ăn lúa. Thịt đỏ ao luôn. Mà mẹ nấu mà canh giờ hay là nó mềm mà không có bị rục.
cái dừa trên dừa chín này được không? Ruột quá rất ngon. Thơm quá. Cái gì? Cái mùi của bác nó thấm vô miếng thịt luôn. Con gà này hồi nãy là con thấy cái da nó dày rồi, nó giòn ghê mẹ ơi. Mẹ hào đỡ bớt. Cái này ấy như nãy mẹ trụng cái cọng mì mì trứng á. Cũng ngon quá. Ngon quá. Ở ngầm hết rồi. Cái cọng mì mà hôm bữa mình ăn đậu bò. Đậu bò. Hết mì trứng rồi, hôm nay ăn bún. Cái nước lẩu ngon thì nó quan trọng là thịt gà nè, thịt gà ngon nó dai mình mới ăn được nhiều. Này gặp trứng thịt lợn nữa, gặp vô. Ừ. Mà có đều đập vô là nữa. Có lên. Không có. Mình luộc trước đi. Mình luộc cho nó chín đi. Rồi mình hãy để vô. Cho nó vừa chín đó. Hút nước nhiều nhiều chan cho đã. Trời ơi nó ngọt ngất ngay luôn. Nhưng rau gì cộng vô đi mà. Mình thử cái rau chim thấp à. Rau này cũng có nhớ là có ăn rồi. Nhưng mà cũng hiếm lắm. Mà chợ ít thấy bán không ạ? Có lắm. Nay là mẹ đi chợ thấy cái rau này cho nên mới nghĩ ra cái món này nè. Tại vì cái rau này là đúng là ăn tiệm thuốc bắc. Là hợp luôn hả? Hợp luôn. Đầu tiên là mẹ mua con gà trước. Cái mẹ mua giờ không biết làm gì. Nhìn nó giống như rau tầng ô ạ. Cũng đó, giống héo héo rồi, con vớt ra. Cũng không giống cải đất nữa. Này, suy nghĩ biết làm gì, cái loại hàng rau thấy có cái là rau kim thất này, cái mua luôn, vậy nó bắt luôn. Cái gì cũng giống như cải thần ngô ạ. Thơm ạ. Điều có lá nó hơi nhớt em, nó hơi nhớt thôi chứ vị như cả thằng con. Vậy nó nhớt mà không có nhớt bằng mồng tơi hay ngon không? Nhưng mà có vị thơm nồng nồng. Ngon hơn cả thằng ngô. Mình đây thấy ít có rồi. Ngon. Tồn tại một người giống như mình đó. Ăn thuốc bắc cũng nhiều lần rồi nhưng mà không biết gọi tên hết tất cả các loại nguyên liệu ở đây. Có cái gì mà nó trắng trắng giống như là cái đó kêu bằng cái gì? Củ cải à, cái này. Nó quên không cái gì á. Đâu rồi. Ăn nó giòn giòn sực sực như mì vậy mà. Hình như là kêu bằng cái gì á. Ở trong cái nồi á, cái không múc ra đây. Mà thấy đầy quá. Đâu múc ra. Ở đây mình chỉ biết mỗi có táo đỏ, nấm đông khô. Thôi cho rau ra mẹ ơi. Đó là ôi. Củ cải này con ưng rồi đó. Cái này trụng nhiều nhiều vô ăn. Hạ lửa. Ôi giòn giòn cũng thơm. Tan bay hết hả? Đó, nấm đông khô. Quá đã luôn. No. Ơi tới giờ mà. Lên nó còn cái mùi trong trong đây nè mẹ. Cái mùi thuốc bắc á. Cái mùi thuốc bắc nữa cũng nhẹ nhẹ chứ cũng không có gắt không ha. Nhẹ. Thơm. Thơm nhẹ nhẹ. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Ba Miền Tây nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt cả nhà.